Tây ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách rất là xinh đẹp và chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ phun môi khử xương 3D tại DK. Bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Sẽ em chào chị để giới thiệu cho qua về bản thân mình cho quý vị đang theo dõi livestream một lúc không ạ? Chào mọi người, mình tên là Vân Anh. Vâng, thì chị Vân Anh có thể nói qua về cái tình trạng môi lúc trước của mình trước khi làm không ạ? Trước đây thì môi mình đã phun xăm ở cơ sở khác được 2 lần rồi, nhưng mà nó không lên màu ấy. Thì qua một thời gian thì bạn bè mình làm bên DK rất là nhiều và đẹp, nên là mình có qua DK để dặm lại môi. Vâng, và bây giờ em xin mời máy quay sắp gần hơn lại một chút nữa để chúng ta có thể quan sát được môi của chị Vân Anh nhá. Thế nhưng mọi người có thể thấy thì màu môi của chị rất là trong mướt này. Ngoài ra thì trên da của chúng tôi với cái công nghệ vi chạm châu Âu nên là trong quá trình phun môi thì sẽ giảm thiểu tối đa cái độ sưng nề cho môi của chị. Như chúng ta có thể thấy thì môi của chị Vân Anh không hề có cái sự sưng nề, môi rất là trong, rất là xinh. Đó, và ngoài ra thì tất cả những cái nhược điểm của môi đã biến mất hết rồi. Theo như em được biết thì chị Vân Anh cũng vừa mới trải nghiệm xong cái dịch vụ laser lông mày bằng công nghệ laser của Cobac. Thì trong cái quá trình laser thì chị thấy thế nào ạ? Trong quá trình laser thì mình thấy hơi châm chích nhẹ một chút thôi. Vâng. Vừa chấm chích cái thì đã làm xong rồi. Dạ, vâng ạ. Vậy cái tình trạng lông mày lúc trước của chị thì như thế nào hả chị? Tình trạng lông mày lúc trước của mình là mình có phun điêu khắc lông mày cách đây một tháng ở tại một cơ sở khác ở Hà Nội, nhưng mà lông mày làm bị hỏng ấy, không lên được màu và bị nhiễm trùng khá là nặng, nên là mình có qua đi cây để phun xóa và điêu khắc lại lông mày. Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy thì với cái tình trạng lúc trước của chị Vân Anh thì đây là một trường hợp lông mày khá là đặc biệt. Cái lông mày của chị khi mà làm ở nơi khác thì đã để lại sẹo do kỹ thuật của chị, nhân viên không tốt, hoặc là họ chưa chắc tay nghề, cho nên là đã để lại một số những cái không đáng tiếc đấy, không đáng có. Chúng ta có thể thấy khi mà tác động laser vào này, với cái công nghệ siêu laser của DK thì sẽ đảm bảo an toàn 100% cho lông mày. Thứ nhất là lông mày không bị cháy, thứ hai là cái vùng da của lông mày của chị cũng không bị ảnh hưởng, không bị bong chóc, không bị chảy máu. Tuy nhiên thì qua cái quá trình thì chắc chắn là chuyên gia của bên em sẽ chăm sóc đặc biệt cho chị Vân Anh, vì em thấy là cái tình trạng này khá là đặc biệt. Thì chị cứ yên tâm, thì mình cứ cố gắng là kiên nhẫn thì để chuyên gia bên em có thể xử lý và hút sạch mực cũ đi cho chị Vân Anh nhá. Và lúc đó thì không biết là chị Vân Anh đã đăng ký làm lông mày mới bên em chưa? Mình đăng ký rồi. Dạ vâng ạ. Vậy thì sau khi trải nghiệm xong hai dịch vụ tại DK rồi thì chị có cái suy nghĩ hay là nhận xét gì về đội ngũ của DK không ạ? Mình rất hài lòng với đội ngũ của DK, tất cả bạn nhân viên rất là chuyên nghiệp và hướng dẫn mình rất là nhiệt tình. Dạ vâng, thì em xin thay mặt đội ngũ cảm ơn lời khen của chị rất là nhiều, và chắc chắn là phòng chăm sóc khách hàng của bên em sẽ chăm sóc đặc biệt cho tất cả các khách hàng, và nhất là chị Vân Anh ạ. Dạ. Cảm ơn. Vâng, và nếu như mà các chị em cũng muốn sở hữu những cái cặp môi, cái đôi môi mà xinh đẹp và tươi tắn như chị Vân Anh thì mọi người hãy nhanh tay đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline 0911310000 nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà ạ.